chưa quay mà. Rồi, con quay. Cái này nãy em quên nữa, cái này em gửi cái quyển sách cho em Bảy. Cái quyển này là về cái phả phá nhất. Phá nhất là bên ông ngoại á. Ông ngoại mình đó là ông cả đó, nhất 13-14 năm đó. Đó là em tổng hợp. Em đúc kết thành cái quyển riêng của cái chi phái mình thôi, chứ không có ông 3-4 năm thì thôi để con cháu họ làm. Mình con cháu của ông nhất thì mình làm nhất. Anh kìa. Nãy em có gửi cho chú Tư Ử, chú Tư Ử ôm nội đi. Anh Tấm Thạch, anh Bãi là có 4 vị thôi. Rồi con. Rồi đường mười quay con chút nè. Đó này, này là pin bo pin con. Bo này cháu cháu nội của anh Bãi này, chị Hai nó dễ thương không? Chào đi, chào. Nó mặt chỉ điện nè, con. Ơi con, ồ giỏi quá. Chào đi. Con nói gì đi, con nói gì con hát. Con có nói không? Thương Bãi. Trời ơi giỏi quá, trời nó giỏi quá anh Bãi. Con hát đâu, có hát gì nghe không? Con hát. Con hát đi. Ồ mắc cỡ chị Hai. Không biết hát rồi. Rồi cảm ơn con ha, con cảm ơn gì được con. Bye. Bye. Bye con. Bye. Ơi ơi. Mi gió đi. Ơi ơi. Ồ.